Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Chào mừng quý khán giả và các bạn, chúng ta đang có mặt tại sông đá Đa Cang, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng để theo dõi trận giao hữu siêu kinh điển vào chiều ngày hôm nay. Trận đấu giữa hai đội bóng đó là FC Báo Thủ thi đấu bên phần sân tay phải mà chúng ta trong trang phục áo trắng quần xanh đen, và cao thủ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng thì thi đấu bên phần sân tay trái trong trang phục màu áo xám quần đen các bạn. Và trọng tài mắt chính trong đấu ngày hôm nay chúng ta đó là trọng tài Thái Hậu. Đó là pha bóng cản phá của thủ môn bên phía đội Bệnh viện Đa khoa, tình huống cắt bóng dứt điểm không vào, và dứt điểm của cầu thủ số 24 bên phía đội FC Báo Thủ đó là Thiện Lagu, rất thích uống Tiger các bạn. Một lần nữa bình luận viên xin điểm qua những cái tên có mặt trong hình chính thức như là dự bị của cả hai đội bóng. Chúng ta bên phía đội Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, chúng ta có số 9 Trần Bảo, số 8 Thanh Nguyệt, số 6 đó là Hoàng Hải, số 12 Duy Tân, số 15 Trung Hậu, số 4 Hoàng Hải, số 3 Thanh Đạt, và thủ môn đó là thủ môn Đạt Mập. Và còn có số 6 Quốc Truyền, số 11 Hoàng Tâm, số 15 Hoàng Hưng, số 5 Quang Thùy, và số 0 đó là Dũng Bèo. Đó là những cái tên có mặt trong hình của các thủ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Còn phía đội FC Báo Thủ chúng ta có huấn luyện viên đó là Vũ Đề, rất là dễ nhậu các bạn. Có số 7 đó là Kim Thường, số 6 đó là Khánh Đầu Đinh, số 77 Lượng Trần, số 66 Chí Cường, 26 Dương Tokuda. Đó là một quyền thoại của những bộ viên GAV Nhật Bản các bạn, Dương Tokuda. Chào số chào quý khán giả và các bạn nha. Chào số 23 Quốc Đạt các bạn, số 4 Tâm Báo, số 24 là Thiện La Gù, số 7 Lộc Sa Đồ, số 9 Quang Minh, số 8 Sơn Gâu, số 10 anh Giang. Dứt điểm. Đó là bàn thắng của Tom Michael các bạn. Và đó là cập nhật danh sách của các thủ chúng ta chưa xong nữa, là Tom Michael đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu rồi cho các thủ Báo Thủ FC. 1-0. 1-0 cho các thủ Báo Thủ các bạn. Đó là bàn thắng của Tom Michael. Và chúng ta tiếp tục cập nhật những cái tên có mặt trong đội hình của Báo Thủ FC. Dứt điểm, đó là pha dứt điểm của Thanh Nguyệt. Bên phía đội Báo Thủ FC chúng ta còn có số 10 đó là anh Giang, số 69 Ba Báo, số 22 đó là thủ môn Lý Hào. Và phải nói là đội FC Báo Thủ ngày hôm nay được nhà tài trợ giấu mặt, đó là tài trợ 500k. Và có một nhà tài trợ nữa là quán cơm Đăng Quân, địa chỉ là 409 Trần Hưng Đạo, phường 3. Cũng 5 xị luôn các bạn. Ngày hôm nay thì quán cơm Đông Quân các bạn ơi. Một lý do kỹ thuật bộ phận edit của tôi, chúng tôi ghi lộn tên Đông Quân mới đúng. Kiểu này là ông chủ mà nó là cắt hợp đồng với quản lý luôn rồi. Rồi pha đi bóng của đây là anh Bảo. Đây là Lưỡng Trăng, một đường truyền dành cho Nguyễn Tâm Ai Cơ các bạn. Tâm Ai Cơ là cầu thủ đã ghi bàn mở tỷ số cho cầu thủ Báo Thủ FC. Xin chào anh Linh Banana. Ok, cảm ơn Linh Banana, anh Linh Chuối. Chúng ta đang có mặt tại sân Đạt An, thành phố Sóc Trăng của tỉnh Sóc Trăng các bạn. Sân Đạt An nằm trong khuôn viên của khu dân cư Lê Dũng, đường Lê Dũng, một con đường giao lưu nằm trong vùng rất nổi tiếng của Sóc Trăng. Và chúng ta vào khu dân cư Lê Dũng, quẹo phải là thấy sân bóng đá Đạt An nữa các bạn. Và sân Đạt An thì khuôn viên sân Đạt An chúng ta còn có quán cà phê Hấu Coffee, khu vui chơi dành cho trẻ em, hồ bơi nữa các bạn. Và hiện tại thì anh Thế, chủ sân Đạt An, đang xây dựng dần hoàn thiện một cái quán ẩm thực ở phía sau lưng của bệnh viện nữa các bạn. Đó là một vị trí, một địa điểm mà chúng ta phải nói là đủ các môn bóng đá, hồ bơi, khu vui chơi, uống cà phê các bạn, có ăn uống và có giao lưu nào nó còn luôn, thì thứ gì mà chịu nổi. Và trên màn ảnh chúng ta thì tại sân bóng đá Đạt An chúng ta thấy có những cái logo, những cái băng gòn của những doanh nghiệp, logo những cái doanh nghiệp, những cửa hàng được đặt tại sân bóng đá Đạt An các bạn. Và quý khán giả các bạn, như là những doanh nghiệp có nhu cầu để quảng cáo trên những cái băng gòn này thì chúng ta có thể liên hệ với anh Thế là số điện thoại là 0939656522. Sẽ có một tình huống phát bóng lên dành cho thủ môn, đó là thủ môn Đạt Mập bên phía đội Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Xin chào Lâm Cơm, cảm ơn Lâm Cơm, cảm ơn anh Linh Banana. Anh Linh Banana đang nhậu quán Hùng Mai các bạn. Ok, công an đã xem. Và đường truyền dành cho, đây là pha cắt bóng của anh Dương Tokuda, một quyền thoại của GAV, một những bộ phim GAV các bạn. Nhật Bản này Thanh Nguyệt, đường truyền rất hay. Vậy đây là kiếm truyền làm gì đây? Đường truyền, wow, và cắt bóng của Tom Michael. Và đây là anh Dương Tokuda, đường truyền cho Kim Tường. Xin lỗi bạn, đây là Lưỡng Trăng. Lưỡng Trăng một đường truyền, đó là một đường truyền rất hay.
Đây là tiền đạo số 24. Tiền đạo số 24 đó là Thiện Lagu. Xin chào Mai Công Tiến. Hello Bình Dương, cảm ơn Mai Công Tiến, cảm ơn Nghĩa Châu Âu. Nghĩa Châu Âu gọi là nhắn là nhắc tâm Michael đá đừng đá giò người ta nhé Bình Dương. Tâm Michael đá hiền khô các bạn ơi. Đó là một chiếc wow. Và đánh đầu. Đó là tình huống đánh đầu của Hoàng Tâm các bạn. Đây là thủ môn Đạt Mập. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về cao thủ Báo Thủ FC. Và một lần nữa chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá sân đá Đạt An các bạn. Sân đá Đạt An của Sóc Trăng để theo dõi trận giao hữu siêu kinh điển vào tối ngày hôm nay, trận đấu giữa hai đội Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng thi đấu trong vùng màu xám quần đen và thi đấu phần sân tay trái của chúng ta. Còn cao thủ FC Báo Thủ thi đấu trong vùng màu trắng xanh và thi đấu bên phần sân tay phải. Và trọng tài bắt chính trong trận đấu ngày hôm nay chúng ta đó là trọng tài Thái Hậu. Và đây là Thánh Nguyệt. Đó là một đường truyền không được. Đây là Lưỡng Trần làm gì đây? Lưỡng Trần sẽ làm gì đây? Dứt điểm không vào và góc cho cao thủ Báo Thủ FC. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về cao thủ Báo Thủ. À, vào cuối tuần này các bạn, cuối tuần này, chủ nhật tuần này tại sân đá Đạt An cũng sẽ diễn ra một giải đấu và nó là rất hấp dẫn dành cho các cầu thủ ở lứa tuổi thiếu nhi tại sân bóng đá Đạt An các bạn. Hồi sáng chủ nhật tuần này và mời quý khán giả các bạn chúng ta đến với sân Đạt An để theo dõi trực tiếp tại sân bóng đá Đạt An, uống cà phê vừa xem các em thiếu nhi thi đấu các bạn, cũng như là có thể đón xem trên sóng livestream của bình luận viên Quang Thượng nha các bạn. Đây là pha đi bóng của Tom Michael, dứt điểm. Cú đúp của Tom Michael. Ngày hôm nay Tom Michael rất có duyên ghi bàn các bạn. Tom Michael vừa ghi bàn nâng số lên 2-0 cho các cầu thủ Báo Thủ FC. Phải nói là ngày một ngày phải nói là phong độ lên maximum của Tom Michael các bạn. Đó là đường truyền của Quốc Truyền các bạn. Và đây là anh Bảo. À, không phải các bạn. Và đây là cầu thủ số 16, đó là đường truyền của cầu thủ số 16 Bình Thượng Duyên, chưa có cập nhật tên được các bạn ơi. Đây là anh Bảo, đây mới là anh Bảo đây các bạn. Nhận là anh Bảo. Không được, phản công. Đây là Lưỡng Trăng, pha đi bóng của Lưỡng Trăng, dứt điểm. Rất hay. Và xử lý của Lưỡng Trần. Và nói là Lưỡng Trần cũng là một cầu thủ có thể khả năng thường dứt chân, dứt điểm bằng chân phải cũng như là dứt điểm bằng chân trái các bạn. Một cầu thủ có khả năng thường cả ba chân. Tỷ số đã được nâng lên 3-0 bởi bàn thắng của Lưỡng Trần. Chúng ta có 3 bàn thắng và trong đó có một cú đúp của Tom Michael và bàn thắng của Lưỡng Trần mới vừa thôi. Mới vừa ghi bàn nâng số lên 3-0 các bạn. Đây là Quan Tâm. Được chi dành cho cầu thủ số 16. Đây là anh Hoàng Hơn. Quan Tâm các bạn. Quán ơi, không được. Đã cầu thủ phạm lỗi rồi. Tình huống phạm lỗi của Quan Tâm đối với Lưỡng Trăng. Đây là anh Dương Tokuda. Một liều quyền thoại như những bộ phim GV Nhật Bản các bạn. Vẫn là anh Dương Tokuda làm gì đây? Vẫn là anh Dương. Anh Dương sẽ làm gì đây? Không qua được Thanh Nguyệt. Thành Nguyệt quá người, đó là một đường truyền, không được. Đó là một tình huống phạt bóng của cầu thủ số 23. 23 đó là Quốc Đạt các bạn. Đường nào truyền của Dương. Và đây là Lưỡng Trăng. Và cắt bóng của cầu thủ số 15, Trung Huệ, đó là Trung Hậu các bạn. Và đây là anh Bảo làm gì đây? Anh Bảo quá người, dứt điểm không được. Tình huống cắt bóng kịp thời của cầu thủ số 10. Đó là anh Giang các bạn, anh Giang đã cắt bóng thành công và lùi bóng về, cắt bóng rất nhanh của anh Giang. Đây là Quốc Đạt. Không được. Còn đây là anh Hoàng Hơn. Anh Hoàng Hơn sẽ làm gì đây? Anh Hoàng Hơn hiện tại đang thi đấu vị trí hậu vệ biên phải. Đây là anh Bảo. Không được các bạn. Và đại bóng hơi dài của anh Bảo phát bóng lên dành cho thủ môn bên phía đội FC Báo Thủ. Đó là thủ môn Lý Hào. Bóng lên cho Lý Hồng, Lý Hào các bạn. Một lần nữa xin chào Nghĩa Châu Âu, chào anh Mai Công Tiến, chào Linh Banana, chào Lôm Cơm, chào quý khán giả và các bạn, chào 500 em đã vào xem livestream cổ vũ cho hai đội bóng chúng ta, FC Báo Thủ và Bình Dương Đa Khoa Sóc Trăng các bạn. Đây là Thánh Nguyệt, được truyền dành cho anh Bảo. Thánh Nguyệt làm gì đây? Dứt điểm không vào. Và cứ lòng hình trái chuối của Thánh Nguyệt nhưng rất tiếc là bóng đi hơi cao. Bóng lên dành cho thủ môn, đó là thủ môn Lý Hào.
Và một lần nữa chúng ta đang có mặt tại sân Đạt An, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng các bạn. Mọi thông tin chi tiết cũng như là số điện thoại của chủ sân Đạt An đó là anh Thế. Bởi vì đã cho chạy chữ bên dưới rồi, cũng như là cho chạy trong phần mô tả, chúng ta có thể dễ dàng liên hệ gặp anh Thế nha các bạn. Với số điện thoại là 0939 656022. Đó là một đường truyền của Giang. Và đây là Lương Trăng, cầu thủ thượng cả ba chân. Và đây là Dương Tokuda, làm gì đây? Vẫn là Lương Trăng, cầu thủ số 77 các bạn. Đó, một đường truyền trên Giang. Anh Giang làm gì đây? Một cầu thủ rất nghệ sĩ các bạn, đường truyền dứt điểm. Một tình huống việt vị rồi, tình huống việt vị của cầu thủ số 24 là Thiện Lagu. Còn đường truyền của cầu thủ số 15 Trung Hậu, Giang Biên dành cho Hoàng Tâm. Hoàng Tâm sẽ làm gì đây? Một đường truyền không được. Đây là Dương Tokuda, Lương Trăng. Xin chào Phó Sóc Trăng. Phó Sóc Trăng gọi là nhắn là chào bộ đội viên. Cảm ơn một khán giả. Cái này là ông chủ của Phó Sóc Trăng các bạn ơi. Bộ đội viên có thấy chữ hotline nữa nhưng mà dài quá thì không có hiện hết là được. Có vẻ đây là anh Tính các bạn. Anh Tính bên Phó Mitsubishi Sóc Trăng gọi là nhắn là chào bộ đội viên. Cảm ơn anh Tính Phó Sóc Trăng nha. Mới vừa gặp anh Tính và tại giải đấu ô tô ánh sáng tại sân Hương Việt mới chủ nhật chưa gọi thôi. Đó, đường truyền của anh Giang. Và đánh đầu cắt bóng của Trung Hoài đó là Trung Hậu. Để biên cho các cầu thủ báo thủ FC. Đây là anh Giang. Một đường truyền dành cho Lưỡng Trăng. Và đó là cầu thủ số 10 bên phía đội báo thủ FC. Có một mái tóc rất nghệ sĩ các bạn. Đó là anh Giang. Anh Giang làm gì đây? Dứt điểm không vào. Đó là phải dứt điểm của Tâm Ai Cơ. Tâm Ai Cơ theo huấn luyện viên trưởng bên phía đội FC báo thủ thì Tâm Ai Cơ té hoài thì một lát nữa là đổi thành Tâm Ba Tiên luôn các bạn. Đó là lời nhắn của anh Vũ Đề, huấn luyện viên trưởng bên phía đội FC báo thủ. Anh Vũ Đề rất dễ nhậu các bạn. Ai nhậu, ai rủ nhậu là cứ nhậu thôi. Và đây là Thanh Nguyệt. Và đây là anh Bảo làm gì đây? Và đây là Quan Tâm, dứt điểm. Bóng chẳng còn. Vẫn là Quan Tâm. Đây là anh Bảo làm gì đây? Quang ơi. Đó là một đường truyền dành cho Quắc Chiên. Quắc Chiên làm gì đây? Một đường truyền tiếng ơi. Không vào. Trọng tài xác định đã có một thủ phạm lỗi rồi. Và trọng tài Thái Hậu đã chỉ tay vào chấm đá bên. Sau khi coi lại công nghệ qua cả 80 lần, công nghệ VAR các bạn, trọng tài Thái Hậu đã có một tình huống và nó là chỉ tay vào chấm đá bên. Và tình huống đá bên cho các thủ bệnh viện đa khoa Sóc Trăng. Công nghệ qua đã vào cuộc các bạn. Xin chào Phó Sóc Trăng, chào Phạm Thanh Hóa. Chúng ta sẽ đến với tình huống đá bàn của cao thủ bệnh viện đa khoa. Đây là Quắc Chiên đối mặt với thủ môn. Quắc Chiên không vào. Ba cản phá xuất sắc của thủ môn Lý Hào các bạn. Một lần nữa chào cảm ơn Phó Sóc Trăng, cảm ơn Phạm Thanh Hóa gọi là nhắn là Thanh Ra Móc ghi bàn chủ nhật thưởng cô gái đẹp. Đó là nhắn của Thanh Phạm Thanh Hóa các bạn. Đây là Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt làm gì đây? Đó là một đường chọc khe rất cay. Và đây là anh Bảo sẽ làm gì đây? Dứt điểm. Không vào. Bóng vẫn còn. Đây là anh Hoàng Hơn. Đó là một đường truyền rất hay dành cho Thanh Nguyệt. Đó là đường truyền của anh Hoàng Hơn dành cho Thanh Nguyệt. Và sau đó thì Thanh Nguyệt đã có một cú dứt điểm bằng chân trái ghi bàn. Cũng ngắn đi xuống còn 1-3 cho cầu thủ bệnh viện đa khoa Sóc Trăng. Rất hay các bạn. Một trận đấu rất hấp dẫn được diễn ra tại sân đá Đạt An vào tối ngày hôm nay. Và tỷ số đã được rút ngắn 1-3 bởi bàn thắng của Thanh Nguyệt. Một dứt tình huống dứt điểm của Lưỡng Trăng. Cầu thủ thượng cả ba chân. Và đây là anh Quang Hơn. Xin chào Phó Sóc Trăng. Cảm ơn Phó Sóc Trăng nha. Cảm ơn Phạm Thanh Hóa. Cảm ơn 500 anh em đã vào xem livestream cổ vũ cho hai đội bóng chúng ta, báo thủ FC và bệnh viện đa khoa Sóc Trăng. Đây là anh Bảo. Một đường truyền dành Giác Biên. Và đây là một cầu thủ mới được tung vào sân bên phía đội bệnh viện đa khoa các bạn. Được dứt điểm không vào. Và dứt điểm hơi góc hơi hẹp. Góc rất hẹp của Quốc Truyền các bạn. Bên phía đội bệnh viện đa khoa, cầu thủ số 4 Hoàng Hải cũng đưa đang được tung vào sân và chơi vị trí hậu vệ bên trái các bạn. Wow! Đó là bàn thắng của cầu thủ số 4 Hoàng Hải từ một tình huống đá vào góc trực tiếp luôn các bạn. Tỷ số được cũng ngắn 2-3 cho cao thủ bệnh viện đa khoa Sóc Trăng. Rất hay. Rất hấp dẫn. Đó là pha dứt điểm của Lưỡng Trăng. Bóng đi vô cột dọc phát lên cho thủ môn Đạt Mập. Thanh Nguyệt. Đó cũng là một cầu thủ mới được tung vào sân các bạn bên phía đội bệnh viện đa khoa Sóc Trăng.
là trung vệ Quốc Đạt. Lưỡng Trăng, Lưỡng Trăng làm gì đây? Một đường chuyền, đó là một đường chuyền cho Tam Ai Cơ, không vào. Thủ môn Đạt Mập đã bóng chính xác rồi. Cầu thủ số 5 được tung vào sân bên phía đội bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng, đó là Quang Thùy các bạn. Quang Thùy vào sân và chơi vị trí hậu vệ bên trái, còn cầu thủ số 4 đó là Hoàng Khải vào sân chơi vị trí hậu vệ bên phải. Đó đường chuyền của Quốc Trình. Và đây là Lưỡng Trăng làm gì đây? Đó là đường chuyền dành cho anh Giang. Vẫn là anh Giang làm gì đây? Đi không vào. Bóng đi vô cột dọc. Một cầu thủ số 10 bên phía đội báo thủ FC đó là anh Giang. Rất nghệ sĩ các bạn. Một mái tóc rất nghệ sĩ. Xin chào Đỉnh Đen. Chào Đỉnh Đen nha. Chào Nguyễn Lộc. Dương Tokuda kêu bàn tặng một quá quắc hồng. Đó là nhắn của Nguyễn Lộc. Đây là Lưỡng Trăng. Xin chào Bá Quý. Ok, bữa nay chú làm các bạn tỷ số lại rồi nha con, mới thiết kế các bạn tỷ số. Mà quên thiết kế các bạn tỷ số, quên thiết kế cái chữ hiệp hiệp 1, hiệp 2 vô các bạn. Thì sau trận đấu này thì sẽ thiết kế một cái logo mới. Và đây là Quốc Trình làm gì đây? Vẫn là các cầu thủ bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng được chiến thắng. Và đá bóng thành công của thủ môn Lý Hào ném biên cho các cầu thủ bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng. Xin chào Kiệt Nguyễn. Anh Lượng ghi bàn dẫn đi phường 10. Đó là pha dứt điểm. Dứt điểm không vào. Pha dứt điểm của Thanh Nguyệt. Rụng dứt điểm bóng đi vô cột dọc. Xin chào anh Kỳ Ban Chủ. Tam Ai Cơ hôm nay đã hay quá ta. Đó là nhắn của anh Kỳ Ban Chủ, chủ tịch của câu lạc bộ Cái Bang. Và đây là anh Giang. Vị trí cho Tam Ai Cơ. Vẫn là cao thủ báo thủ FC. Đây là Lưỡng Trăng, cầu thủ thượng cả ba chân. Và đây là cầu thủ số 66 đã được tung vào sân. Đó là Chí Cường các bạn. Chí Cường cũng đã được tung vào sân bên phía đội bảo thủ. Đó là pha cắt bóng. Đó là thủ môn Lý Hào cắt bóng thành công. Ném biên cho cầu thủ bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng. Một lần nữa xin cảm ơn anh Kỳ Ban Chủ. Cảm ơn Kiệt Nguyễn. Cảm ơn Bá Quý. Cảm ơn quý khán giả và các bạn đã vào xem livestream để cổ vũ cho hai đội bóng chúng ta. Báo thủ FC và cầu thủ bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng. Và tỷ số hiện tại đang là 3-2 nghiêng về cầu thủ bảo thủ. Đó là một đường chuyền không được. Thủ cắt bóng của cầu thủ số 4 đó là Hoàng Khải. Và đây là cầu thủ số 5, đó là Quang Thùy. Quang Thùy làm gì đây? Quang Thùy không vào. Phải điểm từ xa của Quang Thùy, phát bóng lên dành cho thủ môn Lý Hào. Và trọng tài bắt chính trong đấu ngày hôm nay chúng ta đó là trọng tài Thái Hậu. Và đây là trung vệ Quốc Đạt, đường chuyền nhìn cho anh Giang. Mà anh Giang là một cầu thủ nên là rất nghệ sĩ các bạn. Lưỡng Trăng, một đường chuyền nhìn cho cầu thủ số 66 mới được vào sân, đó là Chí Cường. Xin chào Kiệt Nguyễn, gọi là nhắn là chia sẻ cho thầy đi mọi người ơi. Cảm ơn Kiệt Nguyễn rất nhiều. Đây là Thanh Nguyệt. Một câu cửa miệng rất quen thuộc trên mạng xã hội của là thầy Lộc Phụ Hộ. Bạn chia sẻ cho thầy đi. Và đây là thủ môn Lý Hào. Xin chào anh Kỳ Ban Chủ. Mới khen đừng có giỡn nữa nha Tam Ai Cơ. Đó là nhắn của anh Kỳ Ban Chủ. Bạn mới khen đừng có giỡn. Tình huống cắt bóng của Trung Quê Trung Hậu. Và góc dành cho cầu thủ báo thủ FC. Rất hấp dẫn các bạn, mà tỷ số hiện tại đang là 3-2 nghiêng về cao thủ áo trắng xanh, cao thủ báo thủ FC các bạn. Một đường chuyền vô đánh góc công vào, bóng lên cho thủ môn Đạt Mập. Đây là cầu thủ số 4 đó là Hoàng Khải. Và đội bóng Hoàng Khải rất hay. Hoàng Khải làm gì đây? Một đường chuyền không được. Anh Giang đã cắt bóng thành công, không được rồi. Và phối hợp chưa thành công các bạn. Ném biên cho các cầu thủ báo thủ. À xin lỗi Hoàng, ném biên cho cầu thủ bên gì đâu qua. Như vậy bên phía đội báo thủ có sự thay đổi rồi. Và trọng tài Thái Hậu cũng đã ra hiệu là 20 phút của hiệp đấu thứ nhất đã trôi qua. Như vậy Quang Minh đã được tung vào sân bên phía đội báo thủ FC. Quang Minh vào sân, Kim Tường vào sân, cầu thủ số 69 đó là Ba Báo vào sân. Và cầu thủ số 8 vào sân đó là Sơn Râu. Sơn Râu, Kim Tuần, Ba Báo và Quang Minh vào sân các bạn. Còn bên phía đội bệnh viện Đa Khoa chúng ta có cầu thủ số 12 vào sân đó là Duy Tân. Đó là những cái tên được tung vào sân của cả hai đội bóng chúng ta. À như vậy một cái tên nữa được tung vào sân bên phía đội báo thủ đó là cầu thủ số 7 Lộc Sa Đô. À, xin chào Hoàng Hạnh nha. Nhắn với hậu xe làm, hậu xe làm chạy nhiều nhiều vô. Đó là nhắn của nay mau Hoàng Hạnh. Xin chào Minh Hoài, đã nhắn là siêu. Cảm ơn em trai Minh Hoài. Đã có những sự thay đổi người các bạn.
À, như vậy bên phía đội Bình Nhị Đa Khoa thì cầu thủ số 3 cũng đã được tung vào sân, đó là Thành Đạt cũng đã đi vào sân các bạn. Thành Đạt vào sân và chơi vị trí trung vệ cho cầu thủ Bình Nhị Đa Khoa Sóc Trăng. Đây là Quốc Truyền. Một đường truyền giạt biên dành cho cầu thủ số 5, đó là Văn Thùy. Văn Thùy không vào. Một cú dứt điểm từ xa của Văn Thùy và thủ môn Lý Hào đã pha, đã có một tình huống bay người hết cỡ để cản phá tình huống dứt điểm như rồi các bạn. Để biên cho cầu thủ Bình Nhị Đa Khoa. Và đây là cầu thủ số 12 mới được tung vào sân các bạn, bên phía đội Bình Dân Đa Khoa Sóc Trăng, cầu thủ số 12 đó là anh Duy Tân. Và dứt điểm không vòng, và dứt điểm của Minh Vượt Thanh Nguyệt. Xin chào anh Kỳ Văn Chủ, gọi là nhắn là Sơn Gâu đẹp trai quá, đó là nhắn của anh Kỳ Văn Chủ. Sơn Gâu gấp đẹp trai. Đây là Kim Tuần, đây là thủ môn Lý Hào. Xin chào Trần Quốc Tuấn, Quốc Tuấn TV các bạn, gọi là nhắn là mai có like sang Tấn Huy không, Bình Dân có like sang Tấn Huy luôn anh. Mai Bình Dân like sang Tấn Huy 6 giờ nha anh. Đây là Quốc Truyền làm gì đây, rất kỹ thuật dứt điểm. Và dứt điểm Quốc Truyền vào ngay góc bánh ú các bạn, không chưa, rất đẹp. Quốc Truyền vừa có một tình huống xử lý và ghê vào chân phải và dứt điểm vào góc chữ A, rất đẹp. Tỷ số được sang bằng 3 đều và hai đội chúng ta đã quay về vạch xuất phát rồi. 6 bàn thắng được ghi và chia đều cho hai đội bóng chúng ta 3 đều. Và đây là anh Ba Báo. Một đường truyền dành cho, đây là Sơn Râu, không được. Hoàng Khải đã có bóng thành công. Đây là đường truyền của Quang Thùy các bạn, dành cho cầu thủ số 12, đó là Duy Tân. Không được, Kim Tường đã có bóng thành công. Đây là Lộc Sa Đô, làm gì đây? Xin chào Lê Bảo Ký. Anh quay, anh Đạt, cho em coi cái mà đường truyền. Đó là nhắn của Lê Bảo Ký các bạn, chút xíu nữa đi. Chút xíu nữa là anh sẽ cận mặt giờ của anh Đạt của em nha. Và đây là Thanh Nguyên, xin chào Minh Đức, Dương Tokuda ghi bàn là mai em qua hớt tóc nha. Đó là nhắn của Minh Đức. Cất hai Quốc Truyền. Và trọng tài cũng đã chỉ ta vào chấm đá bên sau khi coi đi coi lại cả 80 lần công nghệ qua các bạn. Sau khi theo dõi công nghệ qua, công nghệ VAR thì trọng tài Thái Hậu cũng đã chỉ ta vào chấm đá bên. Một tình huống phạm lỗi của thủ môn Lý Hào đối với Quốc Truyền. Và bây giờ chúng ta sẽ đến một tình huống đá banh nữa các bạn. Và lần này là Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt dứt điểm. Thanh Nguyệt vừa ghi bàn trên chấm đá banh và nâng tỷ số lên 4-3 cho các cầu thủ Bình Dị Đa Khoa Sóc Trăng. Cho đến thời điểm hiện tại đây được xem là màn lội ngược dòng rất ngoạn mục của các cầu thủ Bình Dị Đa Khoa Sóc Trăng các bạn. Thì ở những phút thi đấu đầu tiên thì họ đã bị tạm dẫn trước với tỷ số là 3-0 và bây giờ họ đang dẫn ngược lại các cầu thủ bảo thủ với tỷ số là 4-3. Rất hay và rất hấp dẫn cho trận đấu giao hữu siêu kinh điển vào tối ngày hôm nay tại sân bóng đá Đạt An. Xin chào Minh Đức, xin chào anh Lâm Bia, chào bình luận viên, cảm ơn Lâm Bia. Dứt điểm không vào. Thủ môn Lý Hào đã bấm chính xác rồi. Xin chào Lê Thứng, cố lên anh em Bến Diễn ơi. Đó là nhắn Lê Thứng. Xin chào Quốc Tuấn TV, vậy mai gặp nhau nhé. Ok, mai gặp anh Quốc Tuấn TV tại sân bóng đá Tấn Huy nha. Ok, xin chào em trai Lê Bảo Ký nha. Cơm máu gạo tiền em ơi, phải chạy xô thôi. Anh còn nuôi một vợ với hai con nữa. Dứt điểm không vào. Đó là pha dứt điểm của Quang Minh. Quang Minh là một cầu thủ thuận chân trái của anh. Và cái chân trái của Quang Minh, và nó là một cái chân trái rất ngoan, rất hay. Đã có rất nhiều bàn thắng đẹp của Quang Minh trên sóng Bình Định Viên Quang Thận rồi. Xin chào Quang Khanh. Xin chào Quỳnh Nguyễn. Quỳnh Nguyễn gọi là nhắn là anh Quang đẹp trai, cố lên. À, xin chào Quỳnh Nguyễn nha, gọi là nhắn là em Tuấn đây, KKK, ok, cảm ơn Tuấn nha, cảm ơn Quang Khanh, cảm ơn Lê Bảo Ký, cảm ơn quý khán giả và các bạn, cảm ơn 500 em đã vào xem live stream, cổ vũ cho hai đội bóng Bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng và cầu thủ bảo thủ FC. Tỷ số hiện tại đang là 4-3 nghiêng về cầu thủ Bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng các bạn, rất hay và rất hấp dẫn cho trận đấu giao hữu vào chiều tối ngày hôm nay. Chiều tối gì nữa, giờ này tối thui rồi, giờ này là buổi tối rồi các bạn. Đây là anh Ba Báo. Đây là Sơn Râu và các bóng kịp thời của Thành Đạt. Ném biên cho các cầu thủ bên dưới. Xin lỗi bạn, ném biên cho cầu thủ bảo thủ. Xin chào Quang Khanh, gọi là nhắn là Sân Đạt An ở đâu vậy anh? Sân Đạt An ở đường Lê Dũng, thành phố Sóc Trăng nha các bạn. Đường Lê xin lỗi bạn, khu dân cư Lê Dũng, đường Lê Dũng. Sóc Trăng. Đường Lê Dũng là một con đường giao lưu nằm đâu còn rất nổi tiếng của Sóc Trăng chúng ta các bạn. Chúng ta đi đường Lê Dũng và gặp khu dân cư Lê Dũng, ta quẹo vô.
Quẹo vô thì vừa quẹo vô khu dân cư Lê Dũng, quẹo phải là tới sân Đăng An nha các bạn. Sẽ có một thủ ném biên cho các cầu thủ báo thủ FC. Là còn một tình huống phạm lỗi rồi, đó là tình huống phạm lỗi của Lộc Shadow. Sân Đăng An có thể được xem là sân bóng đá đang hot nhất Sóc Trăng bây giờ các bạn. Sân Đăng An vì lý do là sân Đăng An nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Sóc Trăng, nên phải nói là đây là một địa điểm mà nói là cho anh em ở Sóc Trăng các bạn thi đấu mà nói là rất dễ dàng đến với sân này các bạn. Và tại sân Đăng An thì khuôn viên sân Đăng An chúng ta còn có quán cà phê Hấu Coffee, còn có hồ bơi cho trẻ em cũng như là người lớn, như là một khu vui chơi cho trẻ em, cũng như là anh Thế đang xây dựng một khu ẩm thực cho anh em đến ăn ăn uống và giao lưu. Nào nó còn dứt điểm không? Wow, đó là quả dứt điểm của Thanh Nguyệt và góc dành cho cầu thủ bên Đăng Khoa Sóc Trăng. Một lần nữa xin chào, cảm ơn Hoàng Khanh, cảm ơn Quỳnh Nguyễn, cảm ơn quý khán giả và các bạn, cảm ơn 500 em đã vào xem livestream cổ vũ cho hai đội bóng chúng ta. Và đây là đường truyền của Hoàng Khải dành cho Thanh Nguyệt, không được, đó là Hoàng Khải. Hoàng Khải làm gì đây? Một đường truyền dành cho Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt quá ơi, bóng là để hết được 10.000, bóng lên dành cho thủ môn, đó là thủ môn Lý Hào. Một đường truyền hướng đến vị trí của Kim Tường nhưng không thành công các bạn. Xin chào anh Kỳ Văn Chủ. Anh Kỳ Văn Chủ gọi là nhắn là đá xong ra hai lúa nhậu luôn các bạn. Đúng rồi, ngay trước cổng cổng khu dân cư Lê Dũng thì có quán ẩm thực hai lúa các bạn. Và đó là đường truyền của Quắc Truyền, một đường truyền bạc tường rất hay của Thanh Nguyệt. Đây là Hoàng Khải đưa chuyền vào. Không dẫn còn. Xin chào Quang Đạt nha. Cảm ơn Quang Đạt, cảm ơn anh Kỳ Văn Chủ. Đây là Kim Tường. Đây là Thành Đạt. Thành Đạt làm gì đây? Đó là đường truyền dành cho Hoàng Khải. Và đây là Quắc Truyền làm gì đây? Đó được cho kha. Thanh Nguyệt rất kỹ thuật. Thanh Nguyệt không vào. Một tình huống cản phá xuất sắc của thủ môn Lý Hào. Phạt góc cho các thủ bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng. Thanh Nguyệt đã qua người rất hay rồi. Cú dứt điểm thì chưa thắng được thủ môn Lý Hào các bạn. Đánh đầu, phản đầu của Quắc Truyền, bóng đi vọt xa ngang. Phản đầu cắt bóng của cầu thủ số 5, đó là Văn Thùy. Xin chào Quang Khanh. Sân này mà đá U15 VSport là phải, đúng rồi, sân này là đá đua U15 VSport các bạn, mới vừa xong thôi, mới bữa chủ nhật này thôi. Dẫn điểm không vào, đó là pha dẫn điểm của Quang Minh. Đúng rồi Quang Khanh ơi, sân bóng đá Đạt An là nơi diễn ra mới vừa xong cái giải bóng đá VS Sport U15. Đây là pha dứt điểm không vào. Đó là pha điều bóng và dứt điểm của cầu thủ số 66, đó là Chí Cường các bạn. Không được. Đây là cầu thủ số 12, đó là Duy Tân. Sẽ thủ bóng lên dành cho cầu thủ Bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng. Và đây là thủ môn Đạt Mập. Hoàng Khải. Đây là Quốc Truyền. Thanh Đạt. Đó là đường truyền của Văn Thùy. Vẫn là các cầu thủ Bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng. Quốc Truyền đường truyền dành cho Hoàng Khải. Hoàng Khải làm gì đây? Vẫn là các cầu thủ Bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng. Và đây là Quốc Truyền, một đường truyền rất hay, không được. Đó là pha xử lý chưa thành công của cầu thủ số 12 Duy Tân các bạn. Xin chào Quỳnh Nguyễn, gọi là nhắn là anh Hoàng tóc dài vào sân gỡ lại anh ơi. Đó là nhắn của Quỳnh Nguyễn. Anh Hoàng là anh Giang các bạn. Anh Giang tóc dài vào sân gỡ lại anh ơi, đó là nhắn của Quỳnh Nguyễn. Anh Giang nghệ sĩ. Anh Giang cầu thủ số 10 với đội báo thủ có một mái tóc rất nghệ sĩ các bạn. Và đây là Chí Cường. Chí Cường chuyền bóng cho Lâm Sơ Đồ nhưng không thành công các bạn. Đây là Văn Thùy. Văn Thùy cho khe dành cho cầu thủ Duy Tăng. Duy Tăng là Duy Tăng làm gì đây? Đó là một chuyền về dành cho Văn Thùy các bạn. Vẫn là cầu thủ Bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng. Hoàng Khải. Quốc Truyền. Quốc Truyền làm gì đây? Rất hay, Duy Tân vô. Và xử lý rất đẳng cấp của Duy Tân.
Một pha qua người và cú dứt điểm cẩn thận của Duy Thăng đã nâng tỷ số lên 5-3 cho các thủ bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Rất hay và rất hấp dẫn cho trận giao hữu siêu kinh điển vào chiều ngày hôm nay. Như vậy Luận Trần cũng đã được tung trở lại vào sân bên phía đội báo thủ FC. Đó là Luận Trần, thủ mới được tung vào sân. Đây là anh Khánh các bạn, anh Khánh Đầu Đinh. Khánh Đầu Đinh cũng đã được tung vào sân các bạn, cầu thủ số 6. Đây là Sơn Râu. Nhận là Sơn Râu, một đường chuyền dành cho Quán Minh, tình huống cắt bóng thành đạt. Và đây là Duy Tân, làm gì đây? Đó là pha cắt bóng của Lộc Sa Đô. Lộc Sa Đô làm gì đây? Đây là anh Khánh Đầu Đinh. Chẳng là anh Khánh. Và đây là Lưỡng Trăng. Lưỡng Trăng làm gì đây? Đó là một đường cho khe, gắt khe anh Khánh Đầu Đinh. Tình huống cắt bóng của Thành Đạt. Và đây là Duy Tân. Duy Tân làm gì đây? Luôn cắt bóng của Lòng Sado, bóng dẫn con. Một cái tên được tung vào sân. Bên phía đội Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, cầu thủ số 19. Cầu thủ số 19, bệnh viện chưa cập nhật tên nữa các bạn ơi. Đó là bà cắt bóng, bắt bóng chính xác của thủ môn Đạt Mập. Đây là cầu thủ số 19 mới vào sân. Thánh Nguyệt. À, Phú Quý bên phía đội báo thủ hỏi là đạt mập, đạt cuối bên phía đội Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng sao mà chụp dính quá vậy? Chắc cái này là trước khi trận đấu được diễn ra thì chắc có tha keo dán sát vô cái bao tay các bạn. Chụp cái nào là dính cái đó. Ở góc cho cầu thủ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Khá nguy hiểm. Đường bóng đã trôi qua trước khung thành của thủ môn. Đó là thủ môn Lý Hào. Đây là Sơn Râu. Sơn Râu sẽ làm gì đây? Anh Kỳ Văn Chủ nãy mới nhắc, mới khen Sơn Râu rất đẹp trai các bạn. Đây là anh Ba Báo. Anh Ba Báo chuyền bóng dành cho Sơn Râu. Đây nè, bên đây tay trái nè. Vẫn là các cầu thủ FC báo thủ. Và trên màn chúng ta thì cũng như các bạn cũng đang nghe huấn luyện viên trưởng, đó là anh Vũ Đệ đang phải nói là rất nhiệt tình hướng dẫn huấn luyện các cầu thủ báo thủ FC. Anh Vũ Đệ rất dễ nhậu. Anh em nào mà có nhu cầu nhậu thì cứ rủ anh Vũ Đệ, là anh Vũ Đệ sẽ nhậu thôi. Đó là một đường chuyền rất hay. Đó là các bóng thành đạt. Xin chào Quỳnh Trung Tính. Đó là nhắn là gửi giúp em lời nhắn anh Lượng 77 cố lên ghi bàn nhé anh. Đó là nhắn của Quỳnh Trung Tính các bạn. Dành cho Lượng Trăng, đây là Lượng Trăng, cầu thủ có thể thuận cả ba chân các bạn. Đây là anh Ba Báo không được. Rụng cắt bóng thành đạt. Và đây là thủ môn Đạt Mập. Và đây là một cầu thủ mới được tung vào sân bên phía đội Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng các bạn, và chơi vị trí hậu vệ biên phải, đó là cầu thủ số 6. Đó là anh, đó là anh Hoàng Hải các bạn. Hoàng Hải đã được tung vào sân và chơi vị trí hậu vệ biên phải cho các cầu thủ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Chúng ta sẽ đến với tình huống đá phạt góc cho các cầu thủ báo thủ. Đường chuyền wow, đánh đâu? Đó là đường chuyền chính xác của anh Khánh Đầu Đinh dành cho Sơn Râu. Khánh theo Tamiger thì anh Khánh Đầu Đinh còn có biệt danh là Khánh Hình Sự. Một đường chuyền cho Sơn Râu đánh đầu cẩn thành, ghi bàn cũng đánh số còn 4-5 cho các thủ báo thủ FC. Rất hay và gấp dẫn cho trận giao hữu siêu kinh điển vào tối ngày hôm nay tại sân đá Đạt An. 9 bàn thắng đã được ghi rồi các bạn. Và một lợi thế đang nghiêng về các cầu thủ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng với tỷ số là 5-4. Một cầu thủ được tung vào sân bên phía đội Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Thành Đạt. Thành Nguyệt. Rất hay, đó là đường chuyền dành cho cầu thủ số 6, đó là anh Hoàng Hải. Đây là cầu thủ số 9 Trần Bảo cũng đã được tung vào sân. Anh Bảo cũng đã được tung trở lại vào sân các bạn. Thánh Nguyệt công vào.
Và như vậy trọng tài Thái Hậu cũng đã thổi còi kết thúc hiệp 1. Kết thúc hiệp đấu thứ nhất thì các cầu thủ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng đang tạm dẫn trước cầu thủ Báo Thủ FC với tỷ số là 5-4. Huấn luyện viên xin mời quý khán giả các bạn ta nghỉ giải lao ít phút và ngay sau đó sẽ tiếp tục quay trở lại theo dõi hiệp đấu thứ hai. Anh Hậu ơi, cái anh mặc áo biết đó tên gì anh? Cái anh này nè, anh Dũng Bèo á anh. 14 Dũng Bèo không? Còn 19 là gì anh? Quang Lợi. Trong thời gian nghỉ giải lao thì chúng ta hãy đến với 10 phút quảng cáo của anh Vũ Đệ. Quảng cáo cho nhãn hàng bóng động lực mới ký hợp đồng thôi. Anh Vũ Đệ rất dễ nhậu. Nhà tài trợ Kim Cương các bạn. Cho đội bóng FC Báo Thủ. Quán cơm Đông Quân đúng không anh? Quán cơm Đông Quân. Trọng tài Thái Hậu mắc vô cung để làm việc với Hoàng Thượng chút rồi mới ra thôi.
đúng rồi. À, như vậy trọng tài Thái Hậu cũng đã thổi còi để hiệp hai được bắt đầu. Kết thúc hiệp một thì cầu thủ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng đang tạm dẫn trước cầu thủ Báo Thủ FC với tỷ số là 5-4 các bạn, khoảng cách là 1 bàn. Và chúng ta hãy cùng chờ xem trong hiệp thi đấu thứ hai này tỷ số sẽ thay đổi như thế nào và các cầu thủ trên sân ta có đến quý khán giả và các bạn những pha bóng hay, những pha bóng đẹp như là những siêu phẩm như thế nào. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Trong hiệp một ta đã có 9 bàn thắng được ghi và trong đó một lợi thế đang nghiêng về các cầu thủ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng với tỷ số là 5-4 các bạn. Và liệu trong hiệp đấu thứ hai này các cầu thủ Báo Thủ sẽ ghi bàn rút ngắn sang bằng tỷ số hay không, hay là các cầu thủ Bệnh viện Đa khoa sẽ nâng tỷ số tiếp tục, các bạn chúng ta hãy cùng chờ xem. Đây là thủ môn Đạt Mập, một đường chuyền dành cho cầu thủ số 14 đó là Dũng Béo. Dũng Bèo. Đây là Sơn Râu, đó là một đường chuyền cho Quang Minh nhưng chưa thành công. Thủ môn Đạt Mập đã bóng chính xác rồi. Và đây là cầu thủ số 16, đó là anh Quang Hơn. Một đường chuyền về cho thủ môn Đạt Mập, đủ cắt bóng kịp thời. Thủ môn Lý Hào, một đường chuyền giác biên dành cho Tom Michael chuyền bóng về cho thủ môn Lý Hào, vẫn là cao thủ Báo Thủ FC. Lý Hào làm gì đây? Một đường chuyền rất hay, Sơn Râu. Và đây là anh Giang, vẫn là Sơn Râu, vẫn là cao thủ Báo Thủ. Lưỡng Trần là một cầu thủ có khả năng dứt điểm bằng chân phải và cũng có khả năng dứt điểm bằng chân trái các bạn. Một cầu thủ có khả năng thuận cả ba chân. Và đây là Lưỡng Trang, một đội chiến. Quang Minh làm gì đây? Vẫn là Quang Minh. Lưỡng Trang. Xin chào Kha Khùng Khùng. Một khán giả có biệt danh Facebook là Kha Khùng Khùng các bạn. Gọi là nhắn là Dũng Béo chứ không phải Dũng Bèo, chứ không phải là Dũng Béo. Ok, bình luận viên biết rồi các bạn, hồi nãy đọc lộn Dũng Bèo mới đúng. Dũng Bèo là hậu vệ biên trái phía đối diện Bệnh viện Đa khoa các bạn. Đây là Lưỡng Trang. Không vào. Đó là một cú gá chân của Lưỡng Trần. Thủ môn Đạt Mập sẽ phát bóng lên cho cầu thủ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Đây là Quang Minh. Không vào. Một pha bắt bóng rất kịp thời và cú khứa lông bằng chân trái của Hoàng, nhưng rất tiếc là bóng đã đi vô cột dọc. Xin chào Quang Chờ, chào Thái Gơ, cảm ơn Quang Chờ nha. Một lần nữa cảm ơn Quang Chờ, cảm ơn Kha Mát Mát các bạn. Rồi đã nhắn là anh Dũng Bèo chứ không phải là Dũng Béo. Ok, cảm ơn một khán giả tên là Kha, cảm ơn Quang Chờ, cảm ơn Quỳnh Trung Tính. Cảm ơn quý khán giả và các bạn đã vào xem livestream này cổ vũ cho hai đội bóng chúng ta. Tỷ số hiện tại đang là 5-4 các bạn. Đây là anh Khánh Đầu Đinh. Quỳnh Chi nhìn cho Quang Minh, rất hay. Đây là Tấm Ái Cơ, không được. Đó là một đường chuyền dành cho Lưỡng Trăng các bạn và xử lý chưa thành công. Phát bóng lên cho thủ môn Đạt Mập. Và đó là trung vệ Trung Hậu và đánh đầu của anh Giang. Và đây là anh Khánh Đầu Đinh và cắt bóng của anh Quang Hơn. Và là sau đó thì anh Khánh Đầu Đinh cũng đã cắt bóng thành công các bạn, ném biên cho cầu thủ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Và đây là Thanh Nguyệt sẽ có một thuận đá phạt cho các cầu thủ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Đây là Thanh Nguyệt là cầu thủ sẽ đá phạt cho các cầu thủ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Xin chào Quang Long. Quang Long gọi là nhắn là kêu bình luận viên giới thiệu hai đội hình hay là hai đội là các bạn. Ok, muốn thì bình luận viên giới thiệu thôi. Bên phía đội
MC Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Chúng ta ở đầu hiệp hai này ra quân với thủ môn, đó là thủ môn Đạt Mập có trung vệ, đó là anh Trung Hậu, hậu vệ biên phải, đó là anh Hoàng Hơn, hậu vệ biên trái, đó là anh Dũng Bèo, và cặp tiền vệ đó là Thanh Nguyệt, các bạn Thanh Nguyệt và Quốc Truyền. Và tiền đạo chơi vị trí cao nhất bên phía đội FC Báo Bệnh viện Đa khoa đó là anh Bảo. Đây là anh Bảo đúng chưa? Không được. Còn bên phía đội FC Báo Thủ chúng ta có thủ môn, đó là thủ môn Lý Hào có trung vệ hiện tại, trung vệ đó là trung vệ Sơn Râu, và hậu vệ biên phải là Tâm Ai Cơ, hậu vệ biên trái đó là anh Khánh Đầu Đình, và cặp tiền vệ bên phía đội Báo Thủ FC đó là cặp tiền vệ Luận Trần và anh Giang. Và tiền đạo chơi vị trí cao nhất đó là Quang Minh, một đường chuyền vào và cắt bóng của anh Khánh Đầu Đình, bóng vẫn còn. Đây là anh Dũng Bèo, anh Dũng Bèo sẽ làm gì đây? Anh Dũng Bèo quá ơi, không được, anh Giang đang có bóng thành công. Đây là cầu thủ số 10, anh Giang vượt chuyền cho Quang Minh. Quang Minh làm gì đây? Quang Minh, Quang ơi, pha đè bóng hơi dài các bạn. Mà nói là trước trận đấu này diễn ra thì đã có những cơn mưa tại Sóc Trăng ta, và hiện tại thì vì lý do là có mưa trước trận đấu này nên mặt trăng cũng hơi trơn các bạn, và trơn bóng của Quang Minh. Trong đường truyền của Trung Hậu dành cho anh Bảo, sẽ có một tình huống ném biên cho cao thủ bệnh viện, xin lỗi các bạn, ném biên, ném biên cho cao thủ Báo Thủ. Đây là anh Khánh Đầu Đinh, đó là pha điều bóng của anh Giang. Anh Khánh Đầu Đinh, một đường truyền dành cho Tám Mai Cơ, làm gì đây? Chẳng có Tám Mai Cơ dứt điểm không vào, một pha dứt điểm hơi nhẹ của Tám Mai Cơ, bóng đi ngay vào vị trí của thủ môn Đạt Mập. Đạt Mập phát bóng lên dành cho anh Hoàng Hơn. Đã có một tình huống phạm lỗi rồi, tình huống phạm lỗi của anh Giang đối với Quốc Truyền các bạn. Đá phạt cho các cầu thủ FC Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Đây là Trung Hậu. Đây là trung vệ Trung Hậu. Một đường truyền dành cho anh Hoàng Hơn. Hoàng Hơn làm gì đây? Một đường truyền giặt biên dành cho anh Bảo. Anh Bảo sẽ làm gì đây? Và đây là Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt công vào. Và bắt bóng lên của thủ môn Lý Hào dành cho Quang Minh. Quang Minh làm gì đây? Quang ơi! Và cắt bóng của Trung Hậu. Và góc dành cho cao thủ Báo Thủ FC. Và đó là một trận giao hữu hết sức hấp dẫn tại sân đá Đạt An vào tối ngày hôm nay các bạn. Dứt điểm không vào. Bóng vừa đi qua trước khung thành của thủ môn Đạt Mập. Và đây là anh Hoàng Hơn sẽ ném biên cho các cầu thủ Bình Dương Đa khoa. Sẽ có một tình huống ném biên cho các cầu thủ Báo Thủ FC. Đây là anh Khánh Đầu Đinh. Luận Trần. Đường truyền dành cho Tạm Ai Cơ, làm gì đây? Tạm Ai Cơ, đường truyền rất hay, Luận Trần. Đường cho khe, Quang Minh không vào. Một pha phối hợp giữa Luận Trần và Quang Minh các bạn. Bóng lên cho thủ môn Đạt Mập. Đó là đường truyền của anh Dũng Bèo, trung vệ Trung Hậu. Tâm lui là Tâm, đập cánh là Tâm. Quang Hơn. Bọc bọc đó. Gót thay. Đây là anh Giang được chỉ cho Luận Trần. Luận Trần làm gì đây? Không được. Trung Hậu đã cắt bóng thành công. Thánh Nguyệt. Đó là đường truyền dành cho anh Dũng Bèo. Dũng Bèo làm gì đây? Đây là anh Bảo. Anh Bảo sẽ làm gì đây? Dứt điểm không vào. Trọng tài xác định đã có tình huống đá vào góc các bạn. Sẽ có tình huống đá vào góc cho cao thủ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Và đây là Luận Trần phản công cho cao thủ Báo Thủ FC. Một đường chuyền rất hay. Quang Minh làm gì đây? Chẳng là Quang Minh. Đó là pha cắt bóng của trung vệ Trung Hậu. Đây là Luận Trần các bạn. Đồng hạt cho cao thủ Báo Thủ FC. Và chúng ta sẽ đến với một tình huống đá phạt cho cao thủ Báo Thủ. Cầu thủ đang đứng trước pha đá phạt này là Luận Trần.
Lưỡng trắng bỗng trúng hai gào. Và đây là anh Dũng Mèo. Sẽ có một hướng ném hiền cho các đội bảo thủ. Tạm ai cơ. Tiếp tục ném hiền. Lưỡng trắng. Và các bóng của trung hậu. Và đây là thủ môn Lý Hào. Đây là anh Giang. Tạm mai cơ. Một lần nữa chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Đạt An, thành phố Sóc Trăng của tỉnh Sóc Trăng để theo dõi trận giao hữu siêu kinh điển vào tối ngày hôm nay. Trận đấu giữa hai đội Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng thi đấu trong một màu áo xám quân đen và thi đấu đến phần sân tay trái của chúng ta. Còn các cầu thủ FC Báo Thủ thi đấu bên phần sân tay phải trong vùng áo trắng xanh các bạn. Và tỷ số hiện tại đang nghiêng về các cầu thủ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng với tỷ số là 5-4 và cách chỉ là một quan mà thôi. Và trọng tài bắn chính trong trận đấu ngày hôm nay chúng ta đó là trọng tài Thái Hậu. Và tại sân Đạt An thì trong khuôn viên của sân Đạt An chúng ta có một quán cà phê Hấu Coffee, có một khu vui chơi trẻ em cũng như là một hồ bơi dành cho người lớn và trẻ em các bạn. Pha đi bóng của Dũng Mèo, đây là anh Bảo dứt điểm không vào. Thủ môn Lý Hào đã bóng chính xác rồi. Và phía sau lưng của vận động viên thì anh Thế, chủ sân bóng đá Đạt An cũng đang xây dựng một quán ẩm thực. Quán ẩm thực để chúng ta có thể đến để giao lưu nồng độ cồn. Và đó là một khu giải trí tổng hợp tại sân Đạt An các bạn. Để biên cho cao thủ Báo Thủ FC. Đây là Tam Anh Cơ. Tam Anh Cơ chuyển bóng dành cho Quang Minh, Bắc Tường. Không được. Để biên cho cao thủ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Trọng tài. Trọng tài. Bên phía đội Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng có sự thay đổi người. Như vậy cầu thủ Hoàng Khải đã được tung vào sân. Hoàng Khải vào sân và cầu thủ số 6 đó là anh Hoàng Hải các bạn. Hoàng Khải và Hoàng Hải vào sân. Lỗ Hưng Quốc Chiên. Trận đấu được tiếp tục. Đó là anh Hoàng Hải. Để biên cho cầu thủ Báo Thủ FC. Một nữa cảm ơn Quang Long, cảm ơn Quang Trời, cảm ơn Kha, cảm ơn Quỳnh Trung Tính. Và đánh đầu, và đánh đầu của anh Trung Hậu. Và đây là anh Hoàng Hải. Và các bóng của Thanh Nguyệt. Đây là anh Bảo làm gì đây? Vẫn là anh Bảo làm gì đây các bạn? Đường cho khe. Không vào. Đó là các bóng của Chí Cường. Đây là dứt điểm không vào. Và dứt điểm của anh Bảo. Không vẫn còn, đây là anh Giang. Liên tục là những pha phản công của hai đội bóng chúng ta. Đây là Sơn Râu. Sơn Râu chuyền bóng nhìn cho anh Giang. Một cầu thủ gắt nghệ sĩ các bạn. Một mái tóc gắt nghệ sĩ của anh Giang. Và đây là pha đi bóng của Chí Cường. Thanh Nguyệt. Quốc Truyền. Một đường truyền dành cho đây là Hoàng Khải. Phản công cho cái đội Bệnh viện Đa khoa. Không được. Sơn Râu đã bắt bài. Đây là Sơn Râu. Làm gì đây? Vẫn là Sơn Râu. Đường cho khe. Đó là đường cho khe cho Lượng Trần các bạn. Nhưng chưa thành công. Bắn lên cho thủ môn Đạt Mập. Và đây là anh Quang Hải. Chuyền bóng giang biên dành cho anh Bảo. Để biên cho các đội Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Đây là Quốc Chiên. Một chuyền cho anh Quang Hải. Không được. Sơn Râu. Và đây là Tom Michael. Đó là một đường chuyền rất chính xác dành cho Quang Minh. Quang Minh. Đây là Kim Quốc Chiên. Quốc Chiên thì mà chuyền cho Quang Khải. Đó là đường chuyền của Thanh Nguyệt. Đây là anh Bảo làm gì đây? Đường chuyền thứ hai dành cho anh Trung Hậu. Dứt điểm không vào. Bóng lên cho đội bóng Lý Hào. Đó là một đường chuyền của anh Giang dành cho Quang Minh. Quang ơi rất hay. Quang Minh pha xử lý quá hay của Quang Minh các bạn. Quang Minh vừa ghi bàn sang bàn tỷ số 5-5 cho các cầu thủ Báo Thủ FC. Rất đẹp, rất hay. Một pha qua người và một cú điểm bóng vào góc chéo. Rất hay của Quang Minh.
Hai đội đã quay về hoạch xuất phát với tỷ số là 5 đều. Quá hay, quá hấp dẫn cho trận giao hữu siêu kinh điển này. 10 bàn thắng là được ghi. Và chia đều cho hai đội. Xin chào Trần Trang. Báo thủ cố lên. Đó là nhắn một khán giả Trần Trang. Xin chào Nguyễn Gia Cường. Rủ bình luận viên giao lưu nồng độ cồn bạn ok. Giờ này like cái tới tối luôn bạn. Hết giao lưu nồng độ cồn được luôn. Đây là anh Giang. Quá trời mũi bữa nay là hiến máu nhân đạo bạn. Lai hai chặng bên sân Hương Việt qua tới hôm nay là hiến máu biết nhiêu rồi. Và đây là Lưỡng Trăng. Một lần nữa cảm ơn Gia Cường nha, cảm ơn Trần Trang, cảm ơn Quang Long nhất điểm. Lại là cái chân trái của Quang Minh các bạn. Một cái chân trái rất ngoan của Quang Minh. Mà Quang Minh còn có biệt danh là Minh Cá Heo các bạn. Đó là lời nhắn của ông huấn luyện viên, đó là anh Vũ Đề rất dễ nhậu. Tỷ số đã được nâng lên 6-5 cho các cầu thủ Báo Thủ FC và đó là cú đúp của Quang Minh. Và đó là một Quang Minh là một cầu thủ thượng chân trái và một cái chân trái là rất ngoan của Quang Minh các bạn. Quang Minh đã ghi rất nhiều bàn thắng ở chân trái rồi. Xin chào huấn luyện viên Quang Thượng. Xin chào anh Kỳ Văn Chủ, gọi là nhắn là Tâm Ai Cơ đâu rồi, Tâm Ai Cơ đây anh nè. Cái đâu Tâm Ai Cơ đây anh. Xin chào Quang Minh. Quang Minh không wow. Đó là cầu thủ cản phá của thủ môn Đạt Mập. Ok, anh Kỳ Văn Chủ hỏi là Quang hỏi là Tâm Ai Cơ đâu rồi? Tâm Ai Cơ đang thi đấu hậu vệ bên phải đó anh. Quang Minh. Không được. Không đi hết thì bây giờ ném biên cho cái đội bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng. Quang Khải. Rất hay các bạn. Và bây giờ thì một lợi thế đang nghiêng về các đội Báo Thủ FC. Ơi, chúng chân tài, chúng không tài rồi. Chúng chân kìa. Và đánh đầu Sơn Râu Lưỡng Trăng. Như vậy Quang Tâm cũng đã được tung vào sân bên phía đội bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng các bạn, cầu thủ số 11. Đây là Hoàng Khải. Vẫn là Hoàng Khải làm gì đây? Anh Kỳ ban chủ gọi là nhắn là tưởng Tâm Ai Cơ đi nhậu rồi chứ. Chưa đâu anh ơi. Xong trận này mới có thể giao lưu được nó còn. Đây là Quốc Chiên, một bưng tư bằng thương. Ok, Thanh Nguyệt làm gì đây? Vẫn là các thủ bên Việt Nam Hoa Sóc Trăng. Tưởng chi wow, không wow các bạn. Một đường chuyền của Thanh Nguyệt hướng đến vị trí của cầu thủ số 4 đó là Hoàng Khải. Nhưng một pha bay người vào cắt bóng nhưng chưa thành công, chưa trúng bóng các bạn. Bóng lên cho thủ môn Lý Hào. Tâm Ai Cơ. Tâm Ai Cơ sẽ làm gì đây? Một đường chuyền giác viên dành cho Chí Cường. Chí Cường làm gì đây? Đây là anh Giang. Thủ môn Lý Hào. Và hiện tại thì cầu thủ Báo Thủ đang tạm dẫn trước cầu thủ bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng với tỷ số là 6-5 các bạn, với một cú đúp rất nhanh của Quang Minh. Đây là Lưỡng Trăng rất hay. Lưỡng Trăng làm gì đây? Đụng cắt bóng Quốc Chiền. Chẳng Lưỡng Trăng. Không đi hết đi dọc. Để biên cho cầu thủ Báo Thủ FC. Không vẫn còn Lưỡng Trăng một đường chi vào. Quang Minh làm gì đây? Để Quang Minh, Quang ơi, dứt điểm không vào. Lại là cái chân trái của Quang Minh các bạn. Và lần này thì có dứt điểm Quang Minh bóng đi vô cầu dọc. Đây là anh Hoàng Hải. Hoàng Hải làm gì đây? Đây là anh Giang. Một đường cho khé. Đó là pha cắt bóng kịp thời của Thành Đạt. Thành Đạt cũng đã được tung trở lại vào sân thay cho vị trí trung vệ, đó là thủ môn trung vệ của anh Trung Hậu các bạn. Thành Đạt đã vào sân và chơi vị trí trung vệ thay cho vị trí của anh Trung Hậu. Rất hay, đây là Chí Cường. Đó là pha cắt bóng kịp thời của anh Hoàng Hải. Là Sơn Râu. Và đây là thủ môn Lý Hào. Vẫn là các thủ Báo Thủ FC. Đây là anh Giang. Sơn Râu. Vẫn là các cầu thủ Báo Thủ, một đường cho khe. Quang Minh, Quang ơi. Không được, đó là đường truyền dành cho Chí Cường các bạn. Thanh Nguyệt, một đường cho khe. Không được rồi, Sơn Râu đã bắt bài. Sơn Râu truyền bóng tới nhà. Đây là Thành Đạt. Và đây là Lưỡng Trăng làm gì đây? Quá người rất hay dứt điểm. Đó là một đường chuyền ngược lại dứt điểm. Đó là một đường chuyền phải nói là chính xác dành cho Chí Cường các bạn. Một pha dứt điểm của Chí Cường nâng số lên 7-5 cho các cầu thủ Báo Thủ FC. Một pha phối hợp giữa Lưỡng Trăng và Chí Cường.
Chỉ Cường vừa ghi bàn nâng số lên 7-5. Quá hay, quá hấp dẫn. Và đây là Thanh An. Như vậy cầu thủ số 23 23 bên phía đội báo thủ đã được Tung Nhân ăn dứt điểm không vào. Phải dứt điểm quan tâm và góc cho các cầu thủ FC Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Cầu thủ số 23 bên phía đội báo thủ vào sân, đó là Quốc Đạt các bạn. Thanh Nguyệt, quả người rất hay, một pha sâu kia dưới đêm không vào, bóng đi ra ngoài luôn rồi, mất tiêu cho anh luôn các bạn. Sẽ có một tình huống đá vào góc dành cho các cầu thủ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Đây là Thanh Nguyệt sẽ đá vào góc. Thanh Nguyệt được chiếc bóng, pha đánh đầu của cầu thủ số 23 đó là Quốc Đạt mới được tung vào sân. Đây là Hoàng Khải. Hoàng Khải làm gì đây? Đó là một đường cho khe rất hay, quan tâm. Đó là thủ môn Lý Hào cao bóng các kịp thời. Đây là Quốc Truyền. Đường truyền dành cho Thanh Đạt. Đã có thủ phạm lỗi rồi. Một tình huống phạm lỗi của Quang Minh đó cho Thanh Đạt đá phạt cho cao thủ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Và chúng ta sẽ đến với một tình huống đá phạt của các cầu thủ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng các bạn. Chúng ta sẽ đến với tình huống đá phạt và chúng ta hãy chung chờ xem, cùng chờ xem pha phối hợp đá phạt của các cầu thủ Bệnh viện Đa khoa như thế nào. Chúng ta cùng chờ xem pha phối hợp đá phạt của các cầu thủ Bệnh viện Đa khoa. Thanh Nguyệt, bóng trúng hoàng cầu, bóng đã trúng vào người của Quốc Đạt và đi ra ngoài để biên cho các cầu thủ Bệnh viện Đa khoa. Ok, xin chào Phan Vũ Phong. Phan Vũ Phong gọi là nhắn một lời cà khịa đến bờ cầu thủ số 3 bên phía đội Bệnh viện Đa khoa các bạn. Đó là Thành Đạt. Đây là Thanh Nguyệt. Đó là pha đi bóng của Thanh Nguyệt. Đã có thủ phạm lỗi rồi. Cầu thủ vừa bị phạm lỗi là Thanh Nguyệt. Và đây là một tình huống đá phạt, phải nói là rất gần với thủ môn Lý Hào các bạn. Như vậy bên phía đội FC báo thủ quyền thoại ở những bộ phim CIV của Nhật Bản, đó là anh Dương Tokura cũng đã được tung vào sân. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một tình huống đá phạt của cao thủ Bệnh viện Đa khoa. Rất gần các bạn, một cự ly rất gần. Và đây là một pha làm gì đây? Đây là quả dứt điểm không vào. Bóng đã trúng sang ngang các bạn. Và đây là thủ môn Lý Hào. Phải nói là một pha dứt điểm rất mạnh của Thanh Nguyệt. Và thủ môn Lý Hào đã cản phá thành công và bóng trúng sang ngang các bạn. Đây là Quang Minh. Quang Minh dứt điểm không vào. Lại là một cú dứt điểm bằng chân trái của Quang Minh. Bóng đi vô cột dọc. Phá bóng lên dành cho thủ môn Đạt Bọc. Một lần nữa xin chào Phan Vũ Phong. Xin chào anh Kỳ Ban Chủ. Xin chào Nguyễn Gia Cường. Chào quý khán giả và các bạn. Chào 500 em đã vào xem live stream. Cổ vũ cho hai đội bóng chúng ta, báo thủ FC và Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Và một lợi thế đang nghiêng về các cầu thủ báo thủ với tỷ số là 7-5 các bạn. Và trọng tài bắt chính trong đấu ngày hôm nay chúng ta đó là trọng tài Thái Hậu. Và đây là Lưỡng Trăng. Quảng Minh gấp kỹ thuật đường chuyền vào, dứt điểm không vào. Đó là ba dứt điểm của anh Giang. Và cắt bóng của Quốc Đạt. Và đây là Tam Mai Cơ, một đường chuyền không được. Quốc Truyền. Quốc Truyền làm gì đây? Vẫn còn các bạn. Lưỡng Trăng làm gì đây? Và đây là một cầu thủ mới được tung vào sân bên phía đội Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng các bạn. Cầu thủ số 19 đó là anh Văn Lợi đã được tung vào sân. Trọng tài. Có sự thay đổi người bên phía đội FC báo thủ đó là Kim Tường vào sân. Xin chào anh Thế. Anh Thế chủ sân bóng đá Đạt An gọi là nhắn là trận đấu quá hấp dẫn.
Chủ sân nãy giờ cũng đang theo dõi trận đấu này các bạn, quá hấp dẫn. Đó là một lời nhắn của chủ sân của Đá Đa Càng, anh Thế. Anh Thế Trương các bạn. Đó là pha cắt bóng của anh Dương Tokuda. Một trận đấu đúng là rất hấp dẫn, pha đi bóng tốc độ của Quang Minh. Làm gì đây? Quang Minh vô! Quang Minh đi bóng rất tốc độ và đó là một tình huống dứt điểm bằng chân trái nữa các bạn. Nhưng mà bây giờ là một tình huống dứt điểm bằng má ngoài chân trái. Ghi bàn. Nâng tỷ số lên 8-5 cho cầu thủ Bảo Thủ FC. Quá hay các bạn. Cú hat-trick của Quang Minh trong trận đấu ngày hôm nay. Trong hiệp 2 thì Quang Minh đã có 3 bàn thắng liên tục các bạn. À, xin chào Quỳnh Trung Tính. Quang Minh quá nhanh. Và đây là Quang Minh rất hay các bạn. Một cái tên được tung như vậy không phải các bạn. Đúng rồi. Một cái tên được tung vào sân bên phía đội Bệnh viện Đa Khoa đó là Quang Thùy. Và sau khi số 5 Quang Thùy vào sân thì cầu thủ số 19 đó là anh Quang Lợi cũng đã được tung về vị trí hậu vệ biên phải các bạn. Còn Quang Thùy thi đấu vị trí hậu vệ biên trái cho các thủ Bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng. Xin chào Phùng Anh Tuấn, đã nhắn là giỏi lắm Minh con. Đó là nhắn của một khán giả Phùng Anh Tuấn. Xin chào Phan Vũ Hồng, đã nhắn là tại số 3 Bệnh viện Đa Khoa chạy không nổi đó anh. Phan Vũ Hồng, Phan Vũ Hồng cài khịa thành đạt các bạn. Ok, cảm ơn Phùng Anh Tuấn, cảm ơn Phan Vũ Hồng, cảm ơn Quỳnh Trung Tính. Cảm ơn quý khán giả và các bạn đã vào xem livestream của buổi trận đấu bóng chúng ta. Quá hấp dẫn cho trận giao hữu vào tối ngày hôm nay tại sân Đạt An. Đây là lưỡng trận các bạn. Lưỡng trận. Vẫn là Lưỡng Trần. Lưỡng Trần là một cầu thủ có thể dứt điểm bằng chân trái, cũng có thể dứt điểm bằng chân phải. Một cầu thủ thuận cả ba chân các bạn. Đây là anh Giang. Vẫn là anh Giang, nghệ sĩ Giang các bạn. Một mái tóc rất nghệ sĩ. Đó là, đây là một, cũng là một diễn viên. Đó là anh Dương Tokuda, một diễn viên Nhật Bản. Một huyền thoại của những bộ phim GAV. Và đây là Hoàng Tâm, làm gì đây? Không được, không có được, Tâm ai cơ. À không phải các bạn, đó là Quốc Đạt, một tình huống xe người của Quốc Đạt. Và đây là anh Giang, một chuyền cho Quán Minh, tình huống cắt bóng của Thanh Đạt. Tình huống trả bóng về dành cho thủ môn Lý Hào các bạn. Một tình huống va chạm giữa Thanh Đạt và Quán Minh. Vậy Quán Minh đã có thể tiếp tục thi đấu rồi. Bóng lên cho thủ môn Lý Hào. Dạ em nghe anh Quang rồi, em nghe anh Quang rồi. Dạ thứ sáu em có kèo ở sân Mỹ Tú anh Quang rồi, sân ở Hoàng Hậu anh Quang. Dạ. 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 Dạ biết sao không? Tại anh ơi, tại biết sao không? Tại vì một trước một tuần là mấy anh em có đặt em hết trơn rồi, bây giờ đặt trước em không bỏ được anh. Dạ. Dạ, dạ em cảm ơn anh Quang, có gì mai mốt có cứ điện em Ninh Quang ơi, có nào kèm nào trống thì em chạy ra em like anh Quang ơi. Dạ dạ em cảm ơn anh Quang, dạ dạ em cảm ơn anh Quang, dạ. Đây là lưỡng trần các bạn. Tình huống đá phạt, lưỡng trần dứt điểm từ xa. Tụi bồn đạt mập đã bóng chính xác rồi. Đây là cầu thủ số 19 Quang Lợi. Một đường chuyền không được, Quang Minh đã mất bài. Quang Minh làm gì đây? Đây là anh Giang. Kim Thuần. Đường chuyền dành cho quyền thoại những bộ phim Nhật Bản GV, đó là anh Dương Tokuda. Và đây là số 10, đó là anh Giang các bạn. Lưỡng Trần, cầu thủ thuận cả ba chân. Đó là một đường chuyền dành cho Quang Minh, không được, cầu thủ cắt bóng kịp thời của Thành Đạt để biên cho các cầu thủ FC Bảo Thủ. À, xin lỗi các bạn, ném biên cho cầu thủ Bệnh viện Đa Khoa. Lưỡng Trần. Đó là đủ các bóng của anh Quang Lợi. Và đây là Quán Thùy. Một đường chuyền cho Quốc Truyền. Quốc Truyền làm gì đây? Rất hay, đường cho khe rất hay. Quán Thùy làm gì đây? Đường chuyền vô. Một Lý Hào đã bóng chính xác rồi. Lưỡng Trần. Một đường chuyền dành cho Quán Minh hơi sâu. Và thủ môn Đạt Mập đã bóng chính xác rồi. Và các bóng của thủ môn Đạt Mập. Anh Dương Tokuda. Và đây là Lưỡng Trăng.
Anh Giang. Quả người góc cây của anh Giang làm gì đây? Không được. Đó là pha cắt bóng của Quốc Đạt. Và đây là cũng một cái tên Đạt các bạn, đây là Đạt Mập. Thành Đạt cũng là một cái tên Đạt nữa các bạn. Trên sàn chúng ta có 3 cầu thủ tên Đạt: Thành Đạt, Quốc Đạt và Đạt Mập. Đây là anh Quang Lợi ném biên cho cầu thủ bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng. Tiếp tục ném biên ngược trở lại dành cho cầu thủ MC Báo Thủ. Đây là anh Giang. Giang làm gì đây? Còn là Thanh Nguyệt, Quốc Truyền. Vẫn là Thanh Nguyệt các bạn, gót hay. Anh Quang Lợi. Và các bóng của anh Dương Tokuda. À, như vậy bên phía đội Báo Thủ có sự thay đổi cầu thủ. Như vậy Quang Minh sẽ rời sân. Quang Minh một cầu thủ chơi rất hay trong hiệp hai các bạn, đã có 3 bàn thắng, một cú hat-trick của Quang Minh. Còn bây giờ Quang Minh rời sân và nhường vị trí lại cho anh Ba Báu. Anh Ba Báu có một chiếc áo số 69 các bạn. Và anh Ba Báu vào sân và chơi vị trí tiền đạo cho cầu thủ Báo Thủ FC, đây là Quang Thùy. Và cũng như là Lộc Sado vào sân các bạn. Lộc Sado cũng vào sân. Anh Ba Báo vào sân bên phía đầu Báo Thủ. Đây là anh Dương Tokuda. À, xin chào Quốc Hiền. Gọi là nhắn là anh Thượng nhắn giùm em. Anh Thành Đạt đừng có báo nha anh. Đó là nhắn của Quốc Hiền các bạn. Và đây là Kim Tường làm gì đây? Một đường truyền dành cho Quốc Đạt. Trên sân chúng ta có 3 cầu thủ tên Đạt các bạn. Quốc Đạt, Thành Đạt và thủ môn Đạt Mập. Thủ môn Đạt Mập còn có biệt danh là có tên là Đạt Trương các bạn. Tên của Đạt là Đạt Trương, có biệt danh là Đạt Mập. Đó là và các bóng của Đạt Mập để biên cho các cầu thủ Báo Thủ FC. Đây là anh Bảo, một đường chuyền dành cho anh Lợi, anh Văn Lợi. Kiếm Tường làm gì đây, một đường chuyền vô, không được. Pha xử lý phải nói là rất nhẹ nhàng tình cảm của Kiếm Tường. Thủ môn Đạt Mập, một đường chuyền cho Thanh Đạt. Đó là một đường chuyền hướng đến vị trí của anh Văn Lợi, bóng vẫn còn các bạn. Anh Văn Lợi làm gì đây, một đường chuyền vô. Đây là cầu thủ số 12, Duy Tân. Không được. Đây là anh Văn Lợi dứt điểm không vào. Một pha ra chân bằng một cú dứt điểm má ngoài chân phải các bạn. Cú dứt điểm bước 1 của anh Văn Lợi nhưng rất tiếc là bóng đi vào sàn ngang. Đây là trung vệ Quốc Đạt. Xin chào Tiki Taka. Hello Bình Dương. Giờ này còn kèo bên ở Bình Dương, đúng rồi. Giờ này còn kèo các bạn ơi, cơm áo gạo tiền, giờ này phải đi vào thôi. Và đây là thủ môn Lý Hào các bạn, bắt bóng chính xác rồi. Và đây là Kim Tùng. Kiếm Tường đường chi giác viên dành cho anh Dương Tô Cú Đa. Một tình huống cắt bóng của Quang Thi. Và đây là anh Giang. Một lần nữa xin chào Tiki Taka nha. Xin chào Trần Thành. Nhắn với anh Đạt, đá xong ở lại đá ban luôn nha anh. Cả khẽ Thành Đạt các bạn. Đó là nhắn của Trần Thành. Đó là đường chi của anh Bảo. Anh Dương Tô Cú Đa. Và đây là anh Giang. Một đường chi về dành cho thủ môn Lý Hào. Đây là Kim Tuân làm gì đây, một đường truyền dành cho anh Giang. Một cầu thủ có mái tóc rất nghệ sĩ các bạn. Đó là một đường truyền rất hay. Đúng là một nghệ sĩ các bạn, truyền bóng rất nghệ thuật. Vẫn là anh Giang. Và đây là Kim Tuân. Vẫn là anh Giang làm gì đây. Dứt điểm, đó là một đường truyền đánh đầu. Bóng vẫn còn, Kim Tuân đánh đầu không thành công. Đây là anh Ba Báu. Rất hay. Đó là pha đi bóng của không vào. Bóng vẫn còn các bạn, dứt điểm không vào. Liên tục làm hai những pha dứt điểm của cầu thủ Báo Thủ, dứt điểm không vào luôn các bạn. Và dứt điểm cuối cùng đó là pha dứt điểm của huyền thoại những bộ phim Nhật Bản CV, đó là Dương Tokuda. Và đây là anh Văn Lợi, một đường truyền dành cho Quốc Truyền. Một đường truyền dành cho anh Duy Tân. Duy Tân làm gì đây? Không được, Quốc Đạt đã có bóng thành công. Và đây là Lộc Sado, một đường truyền dành cho Kiếm Tuân. Làm gì đây? Không được.
Và đây là Quốc Chiên. Và đây là Duy Tân. Duy Tân dứt điểm. Quá hay các bạn. Một bàn thắng của Duy Tân. Một pha ghê bóng về chân trái mà Bình Thịnh xuống dứt điểm. Vào góc xa bóng đi sệt. Và tình huống dứt điểm của Duy Tân đã ghi bàn cố gắng số chỉ còn 6-5. À, xin lỗi bạn, 6-8. 6-8 cho cầu thủ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Nói nhanh quá cũng là cái tội các bạn. Nói nhanh quá hồi nó lẹo lưỡi luôn. Tỷ số là từ cố gắng 6-8 cho cầu thủ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Nói nhanh quá hồi nuốt cái lưỡi luôn. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 6-8, khoảng cách là 2 bàn thôi các bạn. Xin chào một lần nữa, xin chào Trần Thành, xin chào Quốc Hiền. Xin chào Tiki Taka, chào Thanh Tú, Giao Hữu, đúng rồi các bạn, đây là Trần Giao Hữu nha. Giao Hữu giao lưu vui vẻ mà thôi thôi. Xin chào Tiki Taka. Tiki Taka hỏi là có Tokuda luôn hả, mà đại diện đúng rồi, có Tokuda các bạn, quyền thoại những bộ phim JP của Nhật Bản nha. Có mặt tại sân bóng đá Đan An ngày mai luôn. Xin chào Song Mi Lăng. Song Mi Lăng gọi là nhắn là Thanh Quang là siêu vũi Đồng Nai các bạn. Đó là nhắn của Song Mi Lăng. Như vậy cầu thủ Thanh Giang, bệnh viện đội báo thủ là siêu vũi của Đồng Nai. Phạm Hoàng Người, Quýnh Quắc Lợi, không được, Quắc Đạt. Một tình huống chân bóng các bạn ơi. Một tình huống chân bóng của anh Quang Lợi. Đảo phạt cho cầu thủ báo thủ FC. Là Quắc Đạt. Phải nói là chúng ta đang nghe những hướng dẫn chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng anh Vũ Đề bên phía đội báo thủ FC. Anh Vũ Đề rất dễ nhậu. Anh em nào mà muốn nhậu thì cứ liên hệ với anh Vũ Đề, làm gì anh Vũ Đề rất dễ nhậu các bạn. Rủ là nhậu thôi. Huấn luyện viên nói vậy là anh em hiểu ý rồi đó. Đây là anh Bảo. Và đây là Văn Thùy. Và đây là Duy Tân. Duy Tân đứng chiếc bóng. Và chiếc điểm thẳng của Duy Tân các bạn. Và sẽ là một tình huống đá vào góc cho các đội bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Chúng ta sẽ đến với tình huống đá vào góc cho các đội bệnh viện Đa khoa. Đứng chiếc bóng. Và các bóng của Dương Tokuda tiếp tục đá vào góc cho các đội bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Đánh đầu, pha đánh đầu của Quốc Việt vô đây. Đó là một pha bay người móc bóng của anh Văn Thùy các bạn. Và đây là anh, đó là pha xử lý chưa thành công của anh Ba Báu. Đây là Thanh Đạt, một đường chuyền cho Quốc Chiên. Quốc Chiên làm gì đây? Vẫn là Quốc Chiên, quá ngươi. Đường chuyền wow. Và các bóng của Dương Tokuda để biên cho các đội bên dưới đâu qua. Và đây là Quốc Chiên. Một tình huống cắt bóng kịp thời của Quang Minh. Quang Minh đã chưa tung trả lại bóng sân. Đây là Lộc Sa Đô. Dân đêm không vào. Và các bóng thật đạt. Và góc cho các thủ báo thủ FC. Rất hay và rất hấp dẫn. Anh Thế chủ sân Đạt An gọi là nhắn đến anh Vũ Đệ vào sân đi. Bình luận viên nhắn dùm huấn luyện viên Vũ Đệ vào sân. Vào sân đá các bạn. Đó là một đường chuyền của anh Văn Lợi dành cho anh Bảo chuyền bóng dành cho anh Duy Tân. Và đây là anh Bảo. Đó là đường chuyền dành cho Thành Đạt. Thành Đạt làm gì đó dưới đêm không vô, bóng đi một sân ngang. Bóng lên cho thủ môn Lý Hào. Mà chủ sân bóng đá Đạt An kêu huấn luyện viên trưởng đó là anh Vũ Đệ vào sân. Nhưng mà anh Vũ Đệ chắc bữa nay không vô sân rồi, để dành sức để đi nhậu. Đây là anh Dương Tokuda. Đó là một đường chuyền của anh Quang dành cho anh Ba Báo. Một cầu thủ đó là anh Ba Báo mang chiếc áo số 69, một chiếc áo một số áo rất là nhạy cảm. Chạy nào anh ơi. Và đây là anh Bảo làm gì đây? Một đường chuyền chắc biết dành cho anh lại. Một đường chuyền khe rất hay. Anh Duy Tân chỉ đêm không vào. Bóng lên cho thủ môn Lý Hào. Đây là Thanh Quang. Một đường chuyền dành cho Lộc Sa Đô, không được. Xin chào 65 gọi là nhắn là Thanh Quang chơi hết sức đi anh. Thanh Quang đường chuyền. Đó đường chuyền dành cho Lộc Sa Đô nhưng không thành công.
Và đây là anh Văn Lợi. Một đường truyền dành cho đây là anh Bảo. Làm gì đây? Chẳng là anh Bảo qua người rất kỹ thuật. Rất nhiều, rất đông các thủ bảo thủ về phòng ngự các bạn. Và đây là anh Bảo. Rất hay, đây là anh Lợi. Go go. Và phối hợp rất hay của các đội bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng. Và đây là thủ môn Lý Hào. Một đường truyền giặc biên dành cho Quang Minh. Quang Minh vào sân ngoài chơi, đang chơi vị trí hậu vệ biên trái các bạn. Quang Minh trong hiệp 2 là một cầu thủ chơi rất hay, đã có 3 bàn thắng. Và phải nói là Quang Minh là cầu thủ đã ghi bàn để giúp cho các thủ báo thủ FC lộ ngược chồng. Đó là phải điểm không màu. Và chạm bóng của anh Ba Báo. Một chiếc áo số 69 rất nhạy cảm của anh Ba Báo các bạn. Một tư thế mà nói là rất nhạy cảm. Và đây là Quang Thùy. Dứt điểm không vào, bóng đi ngay vào vị trí của thủ môn Lý Hào. Và đây là Quang Minh. Không được. Và đây là anh Quang Lợi. Một đường truyền rất hay cho anh Bảo. Anh Bảo làm gì đây? Đó là một đường truyền dành cho Duy Tân. Rất hay, Duy Tân không vào. Bóng đi vô công dọc. Trọng tài bên phía rồi, bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ vào sân đó là anh Dũng Bèo các bạn, cầu thủ số 14. Vào sân thay cho anh Quang Lợi, Quang Minh. Đó là đường truyền dành cho anh Ba Báo, làm gì đây? Đó là anh Dũng Bèo, các bóng thành công, anh Dũng Bèo làm gì đây? Một đường truyền, không được. Đây là anh Ba Báo, làm gì đây? Vẫn là anh Ba Báo. Thì đủ cắt bóng của anh Văn Thùy. Lọc xa đô. Lọc xa đô với đêm công vô. Và cản phá xuất sắc của thủ môn Đạt Mập. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống đá phạt góc cho các thủ báo thủ FC. Rồi Thanh Quang. Đó là pha dứt điểm không vào. Pha dứt điểm của anh Ba Báo. Đây là Thanh Đạt. Thanh Đạt được đồn ra đá biên biên phải cho các đội bên Đa Khoa Sóc Trăng các bạn. Sau khi cầu thủ số 14 đó là anh Dũng Bèo vào sân. Đây là Thanh Quang. Quang Minh. Thanh Quang. Thanh Quang làm gì đây? Đó là một đường cho khe rất hay dành cho anh Ba Báo, làm gì đây? Lưỡng chăng không được. Và cắt bóng của Dũng Bèo. Và xin chào Tô Thế Vân. Hello em trai Tô Thế Vân. Để biên cho các đội bên Đa Khoa Sóc Trăng. Quốc Triền. Đây là Lượng Trần các bạn. Lượng Trần làm gì đây? Một tình huống cắt bóng của Thanh Đạt. Đây là Thanh Quang. Thanh Quang làm gì đây? Và đây là đường truyền của anh Ba Báo. Lượng Trần. Cầu thủ thượng cả ba chân các bạn. Đã cầu thủ phạm lỗi rồi, đá phạt dành cho cầu thủ báo thủ FC. Và đây sẽ là một cự ly đá phạt khá nguy hiểm trước thành của thủ môn Đạt Mập. Chúng ta cùng chờ xem pha phối hợp đá phạt của cầu thủ báo thủ như thế nào. Tình huống đá phạt này rất dễ có siêu phẩm các bạn. Chào Tô Thế Vân. Ok em trai mới làm cái giao diện mới nha Tô Thế Vân, thấy ok không? Ok thì cho Bình Liên Duyên một like nha. Xin ra đây là Thanh Quang các bạn. Thanh Quang làm gì đây? Dứt điểm không vào. Một pha dứt điểm hình trái chuối của Thanh Quang. Ba ná nà các bạn, quỹ đạo cho bóng đi hình ba ná nà. Nhưng đi ra ngoài sân luôn rồi. Đường truyền như vậy, một tình huống trả bóng về cho thủ môn Đạt Mập. Và phải nói là ở hàng tháng các bạn, hàng tháng thì bệnh viện sẽ dành ra một voucher trị giá 500k cho cầu thủ nào ghi bàn thắng đẹp nhất trong tháng các bạn. Và hiện tại thì trong tháng 4 bệnh viện đang cho anh em bình chọn rồi. Bình chọn là cầu thủ nào sẽ ghi bàn thắng đẹp nhất các bạn. Trong tháng 4 chúng ta có 9 bàn thắng rất đẹp. Và bây giờ hiện tại đang trong giai đoạn bình chọn. Và trong tháng 5 này chúng ta sẽ tìm ra những bàn thắng đẹp nữa các bạn. Và cầu thủ nào ghi bàn thắng đẹp nhất sau khi cộng đồng mạng anh em khán giả vào xem để chọn bàn thắng đẹp nhất thì bệnh viện sẽ trao một voucher dành cho cầu thủ ghi bàn thắng đẹp nhất trị giá 500k. Đó là một đường truyền dành cho Duy Tân, làm gì đây? Đó là tình huống bắt bóng chính xác của thủ môn Lý Hào. Và đây là Thanh Quang, siêu mũi Đồng Nai. Còn Thanh Quang một cầu thủ rất nghệ sĩ các bạn. Và đây là Lộc Sa Đô, làm gì đây? Dứt điểm không vào. Và đây là anh Bảo. Anh Bảo sẽ làm gì đây?
Đó là một đường truyền dành cho, đây là một cầu thủ mới được tung vào sân, đó là anh Hoàng Hải. Và đây là Duy Tân. Dứt điểm công vào. Bóng vừa đi qua cầu môn của thủ môn Lý Hào các bạn. À, xin chào Tô Thế Văn, giao diện là bữa nay anh làm giao diện gì thấy ok không Tô Thế Văn? Tối nay về là về nghiên cứu làm cái mới nữa nha Tô Thế Văn. Cái này quên để cái hiệp 1, hiệp 2 rồi. Đó là Quang Minh. Dẫn là cao thủ bó thủ FC. Đây là Thanh Quang. Đó là Quang Minh. Lượng Trần. Lộc Sa Đô, quá người rất hay. Lộc Sa Đô làm gì đây? Dẫn là Lộc Sa Đô. Dứt điểm công vào. Bóng lên cho thủ môn đặt mập. Thời gian của trận đấu chúng ta cũng không còn nhiều các bạn. Và tỷ số hiện tại đang nghiêng về các thủ báo thủ với tỷ số là 8-6. Đây là Quang Minh. Quang Minh trong trận đấu ngày hôm nay đã có một cú hat trick cho Kim Minh. Thanh Quang. Và đây là Quốc Đạt, một chuyền cho Lộc Sa Đô. Ok, cảm ơn Tô Thế Văn nha. Và đây là Duy Tân, một pha xỉ mũi hơi nhẹ. Và đây là thủ môn Lý Hào. Thanh Quang. Quang Minh. Quang Minh sẽ làm gì đây? Thanh Quang. Quang Minh không được, một pha bắt bài của Dũng Bèo. Dũng Bèo làm gì đây? Một đi cho khe. Quá hay. Đây là anh Bảo. Không vào. Bóng vẫn còn. Và thủ môn Lý Hào đã có bóng thành công. Và vừa rồi thì anh Bảo đã có một tình huống lốp bóng các bạn. Nhưng thủ môn Lý Hào đã bắt bài. Và phải nói là dành một lời khen dành cho đường truyền của Dũng Bèo. Rất cho khe, rất hay các bạn. Một đường truyền phải nói là so sánh với những pha truyền bóng của Kevin De Bruyne của Man City. Truyền bóng rất hay. Một pha quan sát của Dũng Bèo các bạn. Man City cũng mới vừa lên ngôi vô địch tại giải ngoại hạng Anh. Và chúng ta sẽ đến với một tình huống đá phạt của các đội bình dân đa khoa Sóc Trăng. Cầu thủ đang đứng trước khoa đá phạt này là anh Bảo. Anh Bảo và Thanh Đan các bạn. Đây là anh Bảo, đứng chi wow, không được. Bóng đi hết đường biên dọc, ném biên cho cao thủ bó thủ. Thanh Quang. Thanh Quang rất hay các bạn. Thanh Quang đúng là một nghệ sĩ, các bạn xử lý những pha xử lý của Thanh Quang rất nghệ thuật. Và những pha đường truyền, những pha đi bóng giống như là dứt điểm của Thanh Quang, nó là rất nghệ thuật, nghệ sĩ. Đó là pha dứt điểm rất hay. Dứt điểm không vào, đó là đường truyền của Thanh Quang dành cho anh Ba Báo các bạn. Vậy luôn lận, áo biết lận. Và chúng ta có thể nói rằng là bóng đá là một môn nghệ thuật, thì Thanh Quang hiện tại trên sân ta là một nghệ sĩ các bạn. Dứt điểm không vào, đó là pha dứt điểm của anh Bảo. Như vậy trọng tài Thái Hậu cũng đã thổi còi kết thúc trận đấu rồi. Một chiến thắng dành cho đội bóng thủ FC với tỷ số là 8-6 các bạn. Quá hấp dẫn cho trận giao hữu vào tối ngày hôm nay tại sân đá Đa Cang. Và đương nhiên xin tạm dừng trận đấu tại đây và hẹn gặp lại quý khán giả và các bạn những trận giao hữu tiếp theo. Một trận giao hữu quá hấp dẫn, quá hay.